Ngày 23 tháng 6, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ sáng sớm đã có hàng chục người dân tập trung trước đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thủ Đức, quận Thủ Đức cũ, chờ làm căn cứ công dân gắn chip. Nhiều người chờ chủ yếu để nhận số thứ tự, hẹn 9 ngày sau quay lại mới làm được căn cứ công dân. Chị thì đi làm hơi xa, chị đi làm ở Long Thành, thì thay vì mấy người đây, người ta đi làm đi Nhân Trạch đi. Thì chị về đây á, thì chị phải ngủ lại một đêm, tới sáng sớm 5 giờ sáng chị đi. Địa điểm là hồi lúc trước là bên quận 9. Rồi hôm nay chị qua đó chị đứng thì ngơ ngác, rồi hồi nhìn thấy tờ giấy rồi chuyển qua bên đây. Rồi bây giờ đi tìm tới đây. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một cán bộ công an thành phố Thủ Đức cho biết, việc chủ động phát số thứ tự và hẹn nhiều ngày quay lại làm căn cứ công dân như vậy để người dân không phải ngồi đợi lâu.